ngày đẹp nhất của tháng này, đó là ngày 5 tháng 12 năm 2011, tức là ngày 11 tháng 1, 11 năm Tân Mão, để tổ chức làm lễ thành hôn cho đội bạn trẻ Hồng Quân Sánh Xuyên cùng Hồng Quân Vua hôm nay. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị anh chị mến, với tấm lòng trân trọng của toàn thể quý vị anh chị các bạn, chúng ta đã cùng trở về đây rồi. Vâng, và xin kính mời quý vị anh chị bạn, chúng ta cùng nâng ly uống chung với gia đình những chén nước trà xanh thắm tình hạnh phúc. Vâng, và cùng mời những nước thức thơm được nghĩa quả tương lai. Vâng, và cho những người xuất hiện thay mặt cho gia đình xin tuyên bố buổi lễ tạ.